Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi đến trường, chúng tôi xin hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 27 tháng 1 vừa qua. Trước khi cho học sinh đi học trở lại, nhà trường cần khuyến cáo cho học sinh, giáo viên thực hiện các việc sau. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị. Cho ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Cho học sinh đi tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của y tế địa phương. Thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác để gửi thông tin hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh những biện pháp bảo vệ, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà. Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường. Thông tin về các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm. Cha mẹ học sinh không vào trường khi đưa đón con. Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh. Phối hợp với y tế địa phương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh theo quy định. Giáo viên tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có ho, sốt, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe. Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà và cần được tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Vệ sinh trường học trước khi học sinh đến trường. Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín. Tổ chức khử khuẩn trường học bằng cách phun dung dịch khử khuẩn hoặc lau nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập.